Xin chào các bạn. Video hôm nay tiếp tục lại chia sẻ về vị trí chuyền 2 nhé. Hôm nay ở trên độ cao hơn, chúng ta sẽ nhảy chuyền. Và điều kiện để tập kỹ thuật nhảy chuyền này là các bạn đứng dưới đất phải chuyền chuẩn rồi nha. Video này mình chia sẻ các bạn kỹ thuật nhảy chuyền nhanh, trung bình và biên. Còn những cái khác như là nhanh sao, trung bình sao, lao, chiến thuật, vân vân thì mình chia sẻ ở những cái video sau nha các bạn. Trong trường hợp nào chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật nhảy chuyền? Trường hợp thứ nhất là khi bóng bước một lên cao quá tầm với. Nếu như chúng ta đứng chuyền bình thường á, là sẽ không tới, thì bóng sẽ lao vào lưới hoặc là qua sân đối phương. Vì vậy buộc chúng ta phải nhảy lên chuyền. Trường hợp thứ hai là chuyền 2 ở hàng trên. Khi bóng bước một lên chuẩn, chuyền 2 nhảy lên chuyền để hút chắn đối phương. Nếu như mà đối phương không theo chắn chuyền 2 á, thì chuyền 2 có thể tấn công luôn. Còn nếu như mà đối phương theo chắn chuyền 2 thì cũng hút được một chắn, thì cái việc tấn công của đồng đội sẽ dễ dàng hơn. Các bạn nhìn thấy những vận động viên đẳng cấp thế giới nhảy chuyền rất là đẹp mắt như thế này. Vận động viên đẳng cấp thế giới không phải mà tự nhiên mà họ nhảy chuyền đẹp chuẩn như vậy đâu các bạn. Họ cũng tập bài bản từ những cái động tác, những cái bài tập đơn giản nhất đến khi hoàn thiện cái kỹ thuật nhảy chuyền. Và bây giờ chúng ta cũng sẽ tập luyện những cái động tác, những bài tập đơn giản, tăng dần độ khó đến khi hoàn thiện cái kỹ thuật nhảy chuyền nha các bạn. Đầu tiên các bạn tập canh bóng. Các bạn tung bóng lên, nhảy chuyền từ trái, tung lên khoảng cao 1m đến 1,5 m. Các bạn canh bóng rớt xuống và người chúng ta bật lên, làm sao mà tay và bóng chúng ta gặp nhau lúc cái người của bạn có cái điểm dừng trên không. Trong cái khoảng thời gian tích tắc có điểm dừng đó, các bạn phải lắc cổ tay và chuyền bóng ra nhanh, rồi các bạn mới rớt người tiếp xuống đất nha. Nếu các bạn bật lên không đúng thời điểm để canh bóng thì có những trường hợp sau. Thứ nhất, các bạn bật quá sớm, bóng còn trên cao mà các bạn bật lên thì sẽ không chuyền được, mà người và bóng sẽ cùng rớt xuống một lúc. Trường hợp thứ hai, các bạn bật lên quá trễ khi bóng đã xuống thấp. Lúc đó các bạn vừa bật lên là đã gặp bóng, đã chuyền liền thì các bạn sẽ khó kiểm soát được cái lực và đường đi của trái bóng. Sau khi các bạn canh được bóng rồi á, thì các bạn sẽ tập nhảy chuyền liên tục để cái độ xử lý của cái bóng trên không của các bạn được nhanh nhạy hơn nha. Nãy giờ chúng ta tự tung bóng lên, tập nhảy chuyền nhanh với trung bình, và cái độ cao của cái chuyền nhanh của trung bình nó còn phụ thuộc vào đồng đội nữa các bạn. Phụ thuộc vào đồng đội bật tốt hay không, đồng đội chạy nhanh hay chạy chậm, mà chúng ta truyền cái độ cao nó khác nhau nha. Thì cái này nó phụ thuộc vào chúng ta phối hợp tập luyện với nhau nhiều thì mới hiểu ý, mới truyền được nha. Nếu các bạn muốn tự tập nhảy chuyền biên thì có thể tự tung bóng nhảy chuyền vô trong tường. Các bạn đứng cái khoảng cách bằng với lại cái khoảng cách chuyền biên thì chúng ta cứ tung bóng thường trái, chúng ta tập nhảy chuyền vô tường. Và sau khi các bạn tự tung bóng, tự tập nhảy chuyền được rồi thì các bạn sẽ kết hợp tập luyện với đồng đội và chuyền cho đồng đội đập nha. Với những chia sẻ về kỹ thuật nhảy chuyền vừa rồi, hy vọng có thể giúp ích được cho những bạn chưa biết cách nhảy chuyền như thế nào. Nếu thấy có hiệu quả trong quá trình tập luyện của các bạn thì hãy nhấn like và đăng ký kênh để xem tiếp những kỹ thuật sau nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.